Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng dần. Do có sự tranh chấp của hai khối không khí nên ở vùng biển ven bờ khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió đông nam dầu ẩm hoạt động mạnh, hiện tượng sương mù và mưa nhỏ vẫn xảy ra vào đêm và sáng, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của tàu thuyền trên khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai. Sau đó, sang ngày 20-21 tháng 3, sự mở rộng của vùng áp thấp phía Tây sẽ khiến gió trên vịnh Bắc Bộ chuyển sang hướng Nam, có lúc mạnh lên cấp 6, tình trạng biển động hơn nên các hoạt động hàng hải trên khu vực cũng cần hết sức lưu ý. Từ khoảng đêm ngày 22, khối khí lạnh từ phía Bắc lại di chuyển xuống, khiến cho gió chuyển sang hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, cùng khả năng xuất hiện những cơn mưa dông, nên nhìn chung thời tiết trong những ngày tới không được thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Còn trên Biển Đông, thời tiết ổn định tại vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Riêng vùng biển phía Nam, trong đó có huyện đảo Trường Sa, từ ngày mai đến khoảng ngày 22 tháng 3, có khả năng chịu ảnh hưởng của vùng nhiễu động từ phía Đông di chuyển vào, nên xuất hiện mưa dông. Bà con ngư dân khi tổ chức các hoạt động khai thác hải sản cần hết sức đề phòng, với khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông ở khu vực này. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, gió có hướng đông nam đến nam hoạt động với cường độ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4. Trời nhiều mây, hiện tượng mưa nhỏ và cả sương mù tiếp tục duy trì, khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km trong sương mù và gây trở ngại hơn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Sau đó, sang ngày 20-21 tháng 3, gió tại Vịnh Bắc Bộ chuyển sang hướng nam, mạnh dần lên cấp 5, có lúc đạt cấp 6 gây biển động. Vùng biển khu vực Trung Bộ nói chung và trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ đến Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi nói riêng trong đêm nay và hai ngày tới, trời nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng và gió tiếp tục thổi đều theo hướng đông nam với cường độ yếu ở mức từ cấp 3 đến cấp 4. Tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo từ nay cho đến ngày 21, gió tiếp tục duy trì theo hướng đông bắc đến đông với cường độ phổ biến ở khoảng là cấp 4, cùng với tiết trời nắng ráo, tầm nhìn thoáng. Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm ngày 21, tại vùng biển này trời chuyển sang nhiều mây, khả năng xuất hiện mưa rào và dông, bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm tuyến hải trình từ Rạch Giá đến đảo Phú Quốc. Dự báo từ nay đến khoảng ngày 22, thời tiết vẫn ổn định, trời nắng ráo, tầm nhìn thoáng, gió thổi yếu và biển êm, nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường. Đến khoảng ngày 23 và 24 tháng 3, khu vực này cũng có khả năng xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật nên cũng gây ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực này. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.